Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị theo dõi sự trở lại của anh Thanh Danh Darren Nguyễn. Anh là chuyên viên về thiết kế kiến trúc từ công ty DK Design. Cái title tiếng Anh của anh là Architecture Designer. Trước hết chào Thanh Danh. Chào chị Vân Anh và kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, anh Thanh Danh sẽ gửi đến chúng ta những cái đề tài liên quan đến cuộc sống của hàng ngày và đặc biệt là những cái đề tài mà chúng ta hàng quan tâm. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua pandemic COVID-19 đã hơn một năm rồi. Anh Danh cũng biết là những cơ sở thương mại cũng như là có những người là không có công việc làm. Tuy nhiên, bên anh được biết trong cái công việc làm của anh Thanh Danh thì trong thời gian vừa qua bận rộn lắm phải không anh? Dạ đúng rồi chị. Dạ mặc dù là COVID nhưng mà cái bên công việc về kiến trúc và xây nhà thì nó lại đi cái hướng ngược lại, thì rất là bận và có rất là nhiều khách hàng. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay mình cũng sẽ đề cập tới cái vấn đề đó luôn, đúng không chị Vân Anh? Dạ vâng. Thưa quý vị, tưởng cũng nên nhắc lại là anh Thanh Danh là đã từng thiết kế cũng như là vẽ bản vẽ cho rất nhiều cơ sở thương mại, các công ty cũng như là các tư gia tại San Diego trong suốt thời gian vừa qua. Chúc mừng cho công việc của anh Danh càng ngày càng tiến triển và đặc biệt là rất là bận rộn trong thời gian vừa qua. Anh Danh, ngày hôm nay thì anh nói là chúng ta sẽ đề cập tới một cái đề tài. Trong thời gian qua thì mình anh thấy là cũng có nhiều người họ muốn xây thêm phòng, cơi nới thêm, cái việc này cũng lâu rồi nhưng mà trong thời gian qua thì có nhiều người làm hơn phải không anh? Dạ đúng rồi chị. Thì từ hồi xưa tới giờ thì cộng đồng mình thì họ hay biết đến cái vấn đề là xây cơi nới thêm phòng, xây nhà mới. Nhưng mà cái vấn đề mà chị Vân Anh và Thanh Danh muốn nói, muốn đề cập tới ngày hôm nay đó là cái topic là ADU. Đó cũng là cái topic rất là nóng và rất là hot trong cộng đồng hiện tại. Và thiết nghĩ là quý vị cũng cần biết là ADU là cái gì. Tại vì cũng có một số người trong cộng đồng thì họ mơ hồ nghe ADU nhưng mà cũng không biết là được được xây những gì. Đó, cho nên hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề này là ADU là gì. Thì trước tiên thì mình sẽ nói là ADU, cái chữ gốc của tiếng Mỹ đó là Accessory Dwelling Unit. Mình dịch tắt theo cái nghĩa Việt Nam mình đó là căn nhà phụ. Căn nhà phụ có nghĩa là mình đã có một căn nhà chính ở trên mảnh đất của mình rồi. Bây giờ chính phủ cho mình xây thêm một cái căn nhà phụ, có thể dính liền hoặc là có thể rời ra, và chúng ta có thể có thêm thu nhập income. Như vậy thì cái phần mà xây thêm ADU đó anh, nó có khác với căn nhà thường của mình không anh? Cảm ơn chị Vân Anh hỏi câu hỏi này. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ nói về cái căn nhà bình thường. Nếu quý vị mua cái mảnh đất trống mà quý vị xây một cái căn nhà thì cái đó nó gọi là SDU chứ không phải là ADU. Thì cái căn nhà bình thường mà mình xây đó, nó không có giới hạn cái diện tích. Mình có thể xây 2.000, 3.000 hoặc là 4.000 square feet thoải mái. Và nếu mà mình nói về cơi nới thì có nghĩa là mình đã có một căn nhà rồi, bây giờ mình cơi nới cho nó rộng thêm, mình xây thêm 2-3 phòng nữa và nó cũng không có giới hạn cái diện tích. Tuy nhiên khi mình nói về cái ADU thì nó có một số cái giới hạn nhất định. Thì trước tiên thì mình sẽ nói về cái diện tích. Diện tích thì nó chỉ giới hạn cho mình xây maximum là 1.200 square feet mà thôi. Nhưng mà ngược lại nó có những cái lợi khác. Khi mình xây cái ADU thì mình có quyền mình xây nó như là một cái căn nhà riêng, có số nhà riêng, và chúng ta có thể cho thuê hoặc là có thể đưa thêm một cái gia đình khác tới ở chung trong cái vùng đất của mình. Nhưng mà cái điểm khác biệt lớn nhất mà giữa cái ADU và cái căn nhà bình thường là, nếu mà quý vị thấy là những mảnh đất mà nó có sẵn 2 căn nhà thì cái người chủ nhà họ có thể họ tách ra họ bán riêng 2 căn được. Nhưng đặc biệt cái căn ADU này, bởi vì mình nói nó gọi là nhà phụ thuộc, có nghĩa là mình không được bán riêng, nó lúc nào nó phải đi chung với cái căn nhà chính. Nếu chúng ta có bán thì chúng ta phải bán chung chứ không có được bán riêng ra. Có những trường hợp nào mà mình có căn nhà chính rồi mà mình muốn làm ADU mà không được không anh? Dạ đúng rồi, có cái đó. Cho nên trước khi quý vị muốn xây ADU thì chúng ta phải cần biết là chúng ta ở cái zone nào. Tại vì không có phải là chúng ta ở đâu chúng ta cũng xây được ADU. 90% là chúng ta xây được đó, nhưng mà nó có những cái zone chúng ta không được xây ADU. Như vậy để mà biết được thông tin chúng ta có được xây ADU trên cái mảnh đất chúng ta đang ở hay không, thì quý vị có thể liên lạc với lại Thanh Danh hoặc là quý vị có thể tra cứu trên cái mạng của City of San Diego để biết được là cái khu vực chúng ta đang ở, đặc biệt cái zone của nhà mình đang ở, có quyền xây thêm một cái ADU hay không. Vâng, như vậy thì trước khi mà chúng ta có cái
tư tưởng là muốn xây thêm phòng thì chúng ta cần phải nói chuyện với một người chuyên viên để biết là chúng ta có được hay không, và những cái bước trước tiên là như thế nào. Chúng tôi có cái số điện thoại của anh Thanh Danh từ công ty DK Design, đó là 619-600-9961, nếu mà quý vị có tất cả những cái thắc mắc. Bên anh biết là anh Danh rất là bận, nhưng mà chắc chắn là anh Danh cũng rất là vui để trả lời tất cả những cái thắc mắc của quý vị. Như vậy thì những cái chi tiết mà chúng ta cần phải biết về EDU là như thế nào anh? Như vậy thì bây giờ thông thường một cái, những cái câu hỏi mà khách hàng thường hỏi Thanh Danh nhất, nhiều nhất đó, là khi mà chúng ta xây cái EDU thì chúng ta xây được bao nhiêu phòng ngủ, chúng ta xây được bao nhiêu phòng tắm, nó sẽ giới hạn như thế nào. Thì xin trả lời luôn cho quý vị là trong 1.200 square feet chúng ta có thể xây được bao nhiêu phòng ngủ cũng được và bao nhiêu phòng tắm cũng được, không có hạn chế. Tuy nhiên cái setup mà lý tưởng nhất á, cho 1.200 square feet thì vẫn là 3 phòng ngủ 2 phòng tắm. Có những trường hợp mình vẫn thiết kế được 4 phòng ngủ 2 phòng tắm cũng được, chứ không phải không, nhưng mà Thanh Danh cảm thấy nó hơi nhỏ lại, cho nên lý tưởng nhất vẫn là 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, hoặc là 2 phòng ngủ 2 phòng tắm cũng được. Cho nên nó không có hạn chế chúng ta trong cái cách thiết kế, miễn sao là cái diện tích chúng ta không có vượt quá 1.200 square feet. Và Danh cũng xin nói thêm là chắc chắn là trong 1.200 square feet đó, mình có phòng ngủ, mình có phòng tắm và mình có được một cái nhà bếp nữa. Nó giống như là một căn nhà riêng biệt không anh? Dạ đúng rồi chị Vân Anh, nó giống như là một cái căn nhà riêng biệt mà chúng ta đang ở vậy. Như vậy khi mà chúng ta cho mướn thì nó có đầy đủ tiện nghi. Như vậy cái căn nhà mà ADU, tức là căn nhà xây thêm á, nó có lớn hơn căn nhà chính của chúng ta hay không, và cái vị trí nó như thế nào anh? Cảm ơn câu hỏi của chị Vân Anh. Thì trước tiên đó là quý vị biết là ở San Diego, nhất là ở San Diego chúng ta có những cái nhà rất là nhỏ, nhiều khi quý vị có một cái mảnh đất rất là lớn, nhà chúng ta đang ở nó chỉ có 500-600 square feet thôi. Như vậy khi mà chúng ta xây một cái EDU có được quyền xây lớn hơn cái nhà chính của mình hay không, mặc dù nó là cái nhà phụ thuộc, thì để trả lời câu hỏi đó thì Danh xin trả lời luôn là được, quý vị được quyền xây 1.200 square feet và căn nhà chính nó không có nhất thiết phải là lớn hơn căn nhà phụ, cho quý vị miễn làm sao xây đừng quá 1.200 square feet là ok. Và cái thứ hai nữa là chị Vân Anh cũng có hỏi là cái vị trí của nó, thì có những căn nhà mà chúng ta mua đó nó nằm thuộc về đằng sau tí xíu, thì chúng ta không có đất ở đằng sau mà chúng ta chỉ có đất ở đằng trước thôi, như vậy chúng ta xây cái căn nhà phụ nằm đằng trước căn nhà chính có được hay không, thì câu trả lời cũng được luôn. Nó không có giới hạn chúng ta xây ở đâu, miễn làm sao xây trong cái khuôn khổ mà chúng ta được phép xây dựng là ok. Cho nên nó không có giới hạn là xây đằng trước hay đằng sau, và nó cũng không có giới hạn là lớn hơn nhà trước hay nhỏ hơn nhà trước hay cái nhà chính. Dạ. Như vậy theo kinh nghiệm của anh á, cứ khi nào anh thấy căn nhà chính nhỏ và căn nhà phụ to hơn nhiều không anh? Anh có bao giờ thấy như vậy chưa anh? Dạ chị Vân Anh, cái này thấy thì cũng rất là nhiều, tại vì chị Vân Anh biết là nhà ở San Diego mình đó là nhà nó nhỏ lắm, nó không có lớn, thông thường đó là cỡ khoảng 900 cho tới khoảng 1.200 square feet này thôi. Cho nên thông thường mà khi mà xây một cái EDU thường thì nhìn thấy nó đẹp hơn và nó bề thế hơn là cái căn nhà chính đang có, thì cái này nó rất là thường. Và đây là cũng một cái câu hỏi rất là tricky của một số người khách của Thanh Danh, là giả sử như họ đang có một cái căn nhà chính là 1.000 square feet, như vậy họ có thể chuyển cái căn nhà chính thành cái căn nhà EDU và họ xây cái căn mới là 3.000-4.000 square feet được hay không, thì câu trả lời là không được. Cái căn nhà chính nó vẫn là căn nhà chính thôi, mình không có thể nói căn nhà chính bây giờ nó là căn EDU rồi bây giờ mình xây căn nhà chính bự thì được, thì cái đó là không có được thưa quý vị nhé. Chủ nhân có được cho mướn kể cả căn nhà chính và căn EDU không thưa anh? Cảm ơn chị Vân Anh. Trước kia đó, khi mà chúng ta cái luật mà trước năm 2017 đó, trước đây mình vẫn được xây EDU. Và hồi xưa khi mà chúng ta xây một cái căn EDU thì nó có rất là nhiều cái hạn chế. Danh đơn cử, cái hạn chế thứ nhất là cái người chủ nhà bắt buộc phải ở một trong hai căn. Cái hạn chế thứ hai đó là cái diện tích hồi xưa chúng ta xây nó không được lớn, chúng ta chỉ được phép xây khoảng 30-40% của cái diện tích căn nhà đang có thôi, như vậy là chúng ta không được xây lớn căn nhà chính. Nhưng mà gần đây bởi vì cái số lượng nhà ở San Diego mình nó thiếu, thành là chính phủ cho phép mình được quyền xây cái căn EDU, và chúng ta có rất là nhiều cái quyền lợi. Ở trong đó cái thứ nhất, cái quyền lợi đặc biệt nhất là cái phí để mà xin cái giấy phép nó rẻ hơn gấp gần 3 lần, nó rất là rẻ. Cái thứ hai nữa là cái diện tích được nâng lên rất là lớn. Hồi xưa là chúng ta bị giới hạn cái diện tích, thì bây giờ chúng ta được xây tới 1.200 rất là lớn. Và cái điều thứ ba đó là cái trả lời câu hỏi của chị Vân Anh,
là cái người xây chúng ta không, cái người chủ không nhất thiết phải ở trong căn nhà chính hoặc là căn nhà phụ thuộc, chúng ta có thể cho mướn cả hai căn mà không cần phải ở đó. Hiện tại bây giờ San Diego chúng ta đang thiếu nhà, cho nên chúng ta có chương trình xây cái nhà ADU, nhưng mà cái này nó không phải là forever, có thể là 1 năm hoặc là 2 năm cũng không chừng, và sau đó chúng ta không có được xây ADU nữa. Nhưng mà tạm thời cái code thì nó thay đổi liên tục, mỗi năm nó thay đổi, và mình không biết từ sang năm cái code nó còn cho phép mình xây hay không, hoặc là nó có thể nó hạn chế mình ở một cái điểm nào đó. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại năm 2021 này á, thì là cái luật nó rất là nó rất là nới lỏng cho những người muốn xây ADU, và đặc biệt là quý vị nào mà có một hai căn nhà đang cho thuê, thì đây là cái cơ hội mà chúng ta có thể đầu tư, chúng ta xây thêm không có bao nhiêu tiền, nhưng mà chúng ta có thể có được thêm thu nhập income. À, như vậy với cái dễ dàng về permit hiện nay và có rất là nhiều người muốn làm và đặc biệt là vẫn còn ở trong pandemic thì cái thủ tục mà để xin đó anh nó có bị delay, nó có kéo dài lâu không hay là như thế nào trong cái kinh nghiệm làm việc của anh trong năm qua? Thì bởi vì cái dịch pandemic thì không ít thì nhiều thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng chút đỉnh. Riêng đặc biệt ở thành phố San Diego chúng ta thì có thể là gọi là ảnh hưởng nặng nhất so với những cái thành phố khác. Vì những cái thành phố nhỏ hơn thì họ vẫn đang làm việc, mặc dù là cái tiến độ họ làm chậm nhưng mà họ vẫn mở cửa làm việc. Đặc biệt là cái thành phố San Diego chúng ta thì họ đóng cửa mà họ làm việc remotely ở nhà. Cho nên cái thời gian mà họ duyệt một cái project nó chậm hơn hồi xưa rất là nhiều. Như vậy đó anh thì nếu mà quý vị khán giả theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay và muốn có thực hiện một cái ADU sắp tới thì quý vị cũng có thể gọi cho anh Thanh Danh từ công ty DK Design có số điện thoại 619-600-9961 hoặc họ có thể làm tự một mình go online rồi làm được không anh hay là phải có một cái sự hướng dẫn gì? Thông thường đó thì nếu mà quý vị có một chút ít thôi kiến thức mà về nhà cửa thì quý vị có thể tìm hiểu được những cái thông tin này. Tuy nhiên đôi khi chúng ta có những cái thông tin mà chúng ta hiểu không có đúng hoặc là hiểu lệch thì nó sẽ làm chúng ta mất thời gian và mất tiền. Thanh Danh xin đơn cử, ví dụ như chúng ta cứ nghĩ là cái đất của chúng ta xây được một cái căn nhà ADU đó, chúng ta tiến hành, chúng ta vẽ mướn kiến trúc sư vẽ và cũng submit cho city, nhưng cuối cùng end up mình không có xây được, hoặc là cái diện tích mình xây nó giới hạn nhỏ hơn 1.200 hay gì đó, thì nó làm quý vị mất thời gian mất tiền. Cho nên nếu như quý vị còn băn khoăn mà không có sure thì quý vị chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi liên lạc với lại Thanh Danh, để mà Thanh Danh có thể giúp đỡ quý vị. Mặc dầu có thể là Thanh Danh sẽ không phải là cái người design cho quý vị, nhưng mà về tư vấn thì Danh lúc nào cũng cũng vui vẻ giúp quý vị, để quý vị có được một cái hướng định hướng là mình xây được EU hay không, và xây như thế nào, cái thủ tục nó như thế nào, rồi cái budget nữa, nó nếu quý vị cần phải plan trước khi mà chúng ta làm cái EU. Trong thời gian hiện nay đó anh thì khi mà chúng ta nhất là trong cái thời buổi với thị trường địa ốc rất là nóng bỏng hiện nay tại San Diego cũng như là tại khắp nơi thì cái việc mà chúng ta xây thêm ADU đó anh thấy là nó sẽ thuận lợi hơn là chúng ta mua nhà hay là với kinh nghiệm của anh nghĩ gì về nhận định này? Thanh Danh thì không phải là một cái chuyên viên địa ốc, nhưng mà nếu mà nói về đầu tư đó thì Danh thấy đây là một cái mảng đầu tư khá tốt, tại vì Danh thấy là cái khoản tiền mà chúng ta bỏ ra để mà xây một căn ADU nó không có lớn, mà về cái lợi nhuận á, để chúng ta thu về thì nó lớn hơn là cái số tiền chúng ta bỏ ra. Thì với một cái cách tính đơn giản của Danh thôi thì Thanh Danh thấy là ở cái thời điểm hiện tại chúng ta nếu mà muốn mua một căn nhà để cho thuê thì chúng ta có ít nhất phải là 400-500 ngàn thì chúng ta mới có thể thực hiện được điều đó, trong khi nếu như nhà của chúng ta có đất sẵn thì chúng ta không cần phải bỏ ra như vậy, chúng ta chỉ cần ít hơn nửa giá chúng ta có thể xây được căn nhà nó bề thế hơn mà cho mướn dễ hơn nữa. Dạ vâng. Và khi mà chúng ta có căn nhà mà cơi nới thêm căn nhà mà xây phụ thuộc đó anh ADU đó đó thì căn nhà đó cũng sẽ nó giống như là một căn nhà độc lập, nó có đầy đủ tiện nghi, nó có điện, nó có nước, nó có số nhà phải không anh? Dạ đúng rồi chị. Khi mà chúng ta xây một cái căn ADU đó thì nó không khác như một cái căn nhà thứ hai, giống như một cái duplex, nó tiện nghi đầy đủ, và đặc biệt là chúng ta có thêm một cái số nhà nữa.
và thường khách hàng cũng hay hỏi Thanh Danh đó là nếu mà xây một cái căn ADU thì chúng ta có thể có đồng hồ nước, đồng hồ điện, đồng hồ gas riêng hay không? Thì câu trả lời là yes, chúng ta có được được phép. Chính phủ không có bắt buộc chúng ta phải có đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng, nhưng mà chúng ta được phép đăng ký để xin có được cái đồng hồ điện, đồng hồ gas và đồng hồ nước riêng. Tuy nhiên nếu mà nói về chi tiết á, thì đồng hồ điện và đồng hồ gas chúng ta xin riêng á, thì nó rất là dễ, nhưng mà nếu chúng ta xin thêm một cái đồng hồ nước riêng á, thì cái chi phí nó có thể là khá đắt. Nên thông thường là 90% khách hàng của Thanh Danh là không có chọn để mà làm cái đồng hồ nước riêng, mà chỉ chọn làm đồng hồ điện và đồng hồ gas riêng mà thôi. Tuy nhiên nếu mà quý vị về cái nhu cầu mà chúng ta cần làm cái đồng hồ nước riêng thì Thanh Danh cũng vẫn có thể giúp quý vị xin cái permit để mà mình có cái đồng hồ nước riêng. Vâng, cảm ơn anh Thanh Danh rất là hay với những chi tiết mà anh vừa mới chia sẻ với quý vị khán giả về đề tài ADU, tức là chúng ta cơi nới thêm phòng. Hy vọng rằng với những cái thông tin này sẽ giúp cho quý vị mạnh dạn hơn để thực hiện cái ý định là xây thêm phòng ốc để ở hoặc là để cho mướn để tạo thêm cái thu nhập sắp tới ha anh Danh ha. Một lần nữa thưa quý vị, anh Thanh Danh từ công ty DK Design có văn phòng ngay tại San Diego, với số điện thoại là 619-600-9961. Bên anh biết là anh là rất là bận, cho nên khi mà quý vị gọi điện thoại tới thì đôi khi quý vị sẽ không được trả lời liền. Thì tuy nhiên quý vị tiếp tục kiên nhẫn gọi cho anh Danh thì bên anh tin là anh Danh sẽ rất là vui để mà giúp đỡ cho quý vị khi quý vị có tất cả những thắc mắc gì. Lời cuối anh Danh gửi đến quý vị trước khi chúng ta chia tay. Dạ, thì một lần nữa thì rất là cảm ơn quý vị trong cộng đồng Việt Nam đã luôn ủng hộ cho đài VNTV và đặc biệt là theo dõi chương trình. Thì giống như chị Vương Anh nói đó, quý vị nếu như có nhu cầu hoặc là có cái hướng đi sắp tới nếu muốn xây ADU hoặc là không không những là ADU mà nếu mà muốn biết thêm về kiến trúc ở trong San Diego chúng ta xây dựng về cơ sở thương mại hoặc là làm nhà cửa, xây nhà mới hoặc là cơi nới và đặc biệt là ADU, nếu quý vị không có chắc chắn biết mình có làm được hay không thì quý vị đừng có ngại gọi cho Thanh Danh hoặc là text hoặc có thể email darrenarch@yahoo.com, thì Thanh Danh sẽ cố gắng trả lời email hoặc là text và cũng như là điện thoại quý vị. Rất là vui lòng giúp quý vị để chúng ta có được những cái dự án sắp tới và theo như mong muốn của quý vị. Và một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều và cũng như cảm ơn chị Vân Anh đã có cái chương trình ngày hôm nay cho Thanh Danh. Cảm ơn Thanh Danh rất là nhiều. Chúc cho DK Design sẽ càng ngày càng thành công và được quý đồng hương chúng ta yêu mến và tin tưởng và ủng hộ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt. Dạ, kính chào quý vị.